Cô chào tất cả các con. Cô rất vui được gặp lại các con trong tiết tin học ngày hôm nay. Trước khi học bài, các con cần chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập và ghi bài. Nhấn tạm dừng khi phải trả lời câu hỏi. Nhấn tiếp tục khi đã tìm được câu trả lời. Các con hãy học tập thật nghiêm túc, làm bài tập đầy đủ theo hướng dẫn của cô nhé. Các con đã sẵn sàng chưa? Chúng mình cùng khởi động nào. Câu 1. Để truy cập vào Internet trên máy tính, em nhấn vào biểu tượng nào sau đây? A. Nháy đúp chuột vào biểu tượng Google Chrome. B. Nháy đúp chuột vào biểu tượng Folder. C. Nháy chuột vào biểu tượng My Computer. D. Nháy chuột phải vào biểu tượng Unikey. Cô chúc mừng những bạn có đáp án đúng là A, nháy đúp chuột vào biểu tượng Google Chrome. Câu 2. Để truy cập được Internet, máy tính của em cần có điều gì? A. Có chương trình soạn thảo văn bản. B. Có chương trình Paint. C. Được kết nối với mạng Internet và có trình duyệt web. D. Có chương trình trình chiếu. Câu trả lời đúng của chúng ta là C, được kết nối với mạng Internet và có trình duyệt web. Câu 3. Đâu là phần mềm giúp em tập vẽ trên máy tính? Dễ quá đúng không nào? Cô chúc mừng tất cả lớp mình đã chọn đáp án A, phần mềm Paint. Bây giờ, các con hãy quan sát một số hình vẽ của cô sau đây. Chắc các con cũng đã nhận ra những hình vẽ vừa rồi được vẽ bởi phần mềm Paint. Và để vẽ được những hình đẹp như thế này, chúng ta cùng chuyển sang chủ đề 2, em tập vẽ. Bài 1, những gì em đã biết. Cô mời các con mở sách giáo khoa trang 34, chúng mình cùng học tiết 1. Sau bài học này, các con sẽ được ôn tập các kiến thức, kỹ năng đã học về cách vẽ hình cơ bản, chỉnh sửa, tô màu cho bức vẽ. Các con sẽ biết lưu bài vẽ vào đúng thư mục của mình. Để nhớ lại phần mềm Paint, cô và các con cùng bắt đầu với phần A, hoạt động cơ bản, bài 1, nối theo mẫu. Các con hãy nhìn lên màn hình hoặc nhìn vào sách giáo khoa, chúng mình cùng nối những cụm từ tương ứng với các nút lệnh nhé. Các con đã làm xong rồi phải không? Chúng mình cùng kiểm tra kết quả. Đầu tiên, Select cho phép ta chọn hình. Paste, dễ dán hình. Tiếp tục là công cụ tẩy xóa hình. Công cụ tô màu. Hộp xài cho phép con chọn độ dày nét vẽ. Hộp Color 1 cho biết màu vẽ chúng ta đang lựa chọn. Bài 2. Thực hiện các yêu cầu sau. A. Mở chương trình Paint. B. Vẽ hình rồi tô màu cho hình theo mẫu. Lưu bài vẽ có tên lần lượt là bài vẽ 1 và bài vẽ 2 vào thư mục của em trên máy tính. Hình mẫu của chúng ta như sau. Để thực hành bài tập này, đầu tiên các con sẽ mở phần mềm Paint. Muốn vẽ đèn giao thông, các con có thể chọn cách vẽ thân đèn trước, sau đó vẽ khung đèn, vẽ 3 màu đèn, hoặc có thể chọn cách vẽ đèn trước, rồi vẽ chân đèn, khung đèn. Ở đây,
cô sẽ chọn cách vẽ bóng đèn trước. Để vẽ bóng đèn, cô chọn công cụ hình tròn. Chọn nét vẽ số 2. Chọn màu vẽ là màu đen. Giữ phím Shift trong khi kéo thả chuột để được hình tròn. Cô tô màu đỏ cho bóng đèn đầu tiên. Sau đó, chọn công cụ Select. Kéo thả chuột bao quanh phần bóng đèn vừa vẽ. Giữ phím Ctrl và kéo hình ra vị trí mới. Các con nhớ căn chỉnh sao cho các bóng đèn được thẳng hàng và có khoảng cách đều nhau. Tiếp tục, cô tô màu cho hai đèn còn lại, màu vàng, màu xanh. Tiếp theo, cô vẽ khung đèn, chọn công cụ vẽ hình chữ nhật, chọn màu vẽ. Giữ chuột, kéo để được hình chữ nhật bao quanh phần ba bóng đèn vừa vẽ. Cô sẽ vẽ hai lần để được cái viền khung đèn. Rồi cô lại tô màu xám cho phần nền. Tiếp theo là vẽ chân đèn. Cô chọn công cụ vẽ hình chữ nhật. Chân đèn. Để vẽ đường kẻ trên chân đèn, cô chọn công cụ đường thẳng. Giữ phím Shift. Tiếp tục, cô tô màu cho chân đèn. Như vậy, các con đã hoàn thành phần vẽ đèn giao thông rồi. Các con nhấn nút lệnh Save. Lưu bài trên thư mục của mình. Chọn thư mục vẽ. Gõ tên là bài vẽ 1. Nhấn Save. Vậy là cô và các con đã hoàn thành bài vẽ số 1. Như vậy là các con đã vẽ xong đèn giao thông rồi phải không nào? Bạn nào?
Khi vẽ bài tập này, nếu những nét vẽ nào mình chưa ưng, các con có thể nhấn tổ hợp phím Ctrl Z để quay lại thao tác trước đó. Các con cũng có thể nhấn và giữ phím Shift để vẽ đường thẳng, hình vuông, hình tròn, hình tam giác sao cho cân đối nhất. Ở bài học này, các con cần ghi nhớ lưu bài vẽ trước khi đóng chương trình Paint hoặc tắt máy. Để quay lại thao tác trước đó, em chọn Undo hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl Z. Bài học của chúng mình hôm nay đến đây là hết rồi. Cô chúc các con có những hình vẽ đẹp, hoàn thiện tốt sản phẩm của mình.